Nhiều anh em comment hay hỏi em về chất lượng camera của 14 Pro Max và 14 Plus chụp quay ban đêm. Thì hôm nay em đang sẵn trên tay hai chiếc máy này, tiện luôn sẽ so sánh tổng quát chi tiết hai chiếc máy này để cho anh em có một góc nhìn tổng quát nhất có thể nhé. Đầu tiên là cam 0.5. iPhone 14 Pro Max có chất lượng khá tốt, ảnh không bị noise quá nhiều. Còn 14 Plus ảnh cũng không bị noise nhưng ảnh khá là bị tối và bị loè sáng. Cam 1x của hai chiếc máy này thật sự cũng không có quá nhiều điểm khác biệt. Nhưng đến cam 2x là điểm khác biệt lớn nhất. Bởi vì 14 Plus không có cam tele nên chắc chắn sẽ không được nét như 14 Pro Max. Ở chế độ quay video, cả hai đều ở chế độ Full HD 30fps. Cả hai dường như không có sự khác biệt quá nhiều. iPhone 14 Pro Max thu sáng tốt hơn so với 14 Plus, video đỡ noise hơn và có độ trong hơn. Sang đến chế độ 4K 60fps, do thấu kính của hai con khác nhau nên iPhone 14 Plus sẽ bị lóe vùng sáng hơn một chút, nhưng mà không đáng kể quá nhiều. iPhone 14 Pro Max sẽ giảm đi được một chút. Đây là bài test cam nhanh giữa 14 Pro Max và 14 Plus. Vừa rồi em so sánh nhanh qua chế độ và test cam của hai con này. Theo ý kiến cá nhân của em thì hai con máy này có chất lượng camera thật sự không chênh lệch quá đáng kể. Điểm duy nhất khác đó chính là 14 Pro Max có cam tele. Vậy theo anh em, hai con máy này con nào quay đẹp hơn, con nào chụp đẹp hơn? Anh em hãy để lại comment xuống bên dưới để mọi người cùng trao đổi nhé.